Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý nhân dân Phật tử, nhân mùa an cư kiết hạ, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã có lời sách tấn đến chư tăng, hành giả. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của ba tháng hạ, phải nghiêm trì giới luật tinh chuyên, trang nghiêm tự thân, an yên một chỗ mà hành trì các pháp hành, trưởng dưỡng đạo tâm, đạo hạnh. Vâng, theo lời chỉ dạy của Đại lão Hòa thượng và nương đức trên sư phụ cùng đại tăng, các Phật tử đã phát nguyện tinh cần tu học theo 3 tháng an cư của chư tăng để chi kiến được khai mở, tăng trưởng trí tuệ và sự giác ngộ, phát sinh công đức phước báo thù thắng, đem lại phúc lành cho bản thân và những người xung quanh. Tiếp tục chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư tăng, hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm Giáp Thìn, tức ngày 9 tháng 6 năm 2024, chư tôn đức tăng sẽ quang lâm tác lễ tụng kinh chu kỳ thứ nhất trong chương trình tu tập. Giờ này đã đến thời gian diễn ra thời khóa. Xin thỉnh đại chúng đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cung đón quý Ngài. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên chư tôn đức tăng. Giờ này, đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con một lòng thành kính cung thỉnh trên chư tôn đức tăng ni quang lâm, tác lễ tụng kinh để hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Xin thỉnh toàn thể đại chúng đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Phật để cung đón quý Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Giới định tuệ ba môn giải thoát, tòa hương thơm bát ngát đại thiên, mang chánh pháp mọi miền chung hưởng. Đệ tử con tâm tưởng Như Lai, dưới phần đài thành tâm kính lễ. Thỉnh mười phương tam thế chứng minh, chúng con phát nguyện tu hành, dương ý chí tầm cầu giải thoát, tâm giác ngộ tỏa hương ngào ngạt, dâng cúng dường chư Phật Thế Tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hạnh nguyện của các ngài quang giáng nơi Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương ngoài lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần động nhau làm hộ pháp, hết thảy chúng quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì, nương ngoài lực Phật vân tập về nơi pháp hội hôm nay, theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Kính bạch Đức Thế Tôn, với lòng từ bi vô lượng, ngài đã chế định pháp an cư kiết hạ, giúp cho chư tăng từ khắp các nơi vân tập về một chú xứ, cùng nhau sách tấn tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Duyên này, hết thảy các Phật tử đang tu tập theo chùa Ba Vàng, mong cầu được nương tựa Tam Bảo, nương theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng, mà phát tâm tu tập, hành trì Pháp Bảo, để tăng trưởng công đức phúc lành, ngõ hầu mong được bình an hạnh phúc cho gia đình, và gieo nhân lành giác ngộ giải thoát trong các kiếp vị lai. Nay chư tăng chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ, sự cắt cử của đại tăng và thể theo sự thỉnh cầu của các quý Phật tử mà tác lễ dẫn chúng tụng kinh trong chương trình tu tập theo mùa an cư kiết hạ, để các Phật tử được nương theo tu tập, nương oai lực Tam Bảo. Chúng con xin thỉnh các đức hộ pháp, chư thiên, chư thần, chư linh thần hộ trì, các chúng hữu duyên trong pháp giới và các chúng trong cõi tâm linh mà chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng và các tín chủ đã bạch về chương trình này, các hương linh hữu duyên với chương trình tu tập đồng hoan hỷ vân tập về đây, nương đức chúng tăng cùng theo tu tập, nghe kinh, thính pháp, sám hối tội lỗi, ác nghiệp tiêu trừ, giác ngộ chân lý, sớm mau giải thoát. Chúng con ngưỡng nguyện Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ cho chúng con được tác lễ. Cúi xin Tam Bảo gia trì cho việc tu tập của các quý Phật tử và hết thảy các chúng được thuận duyên và gặt hái được nhiều lợi ích trong chính pháp của Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát.
đấng Pháp Vương vô thượng ơi, ba cõi chẳng ai bằng ngươi, thầy dạy khắp trời. Chủ trong tử tinh bất động, thực hiện vô vàn thiện hành lợi ích chúng sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chí tâm đảnh lễ đức ưng cung ruộng phước lành tối thượng của nhân thiên muôn loài. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chí tâm đảnh lễ đứng tranh biên tri, bậc hiểu biết đúng đắn cùng khắp tất cả các pháp, khai thị giác ngộ tránh tri kiến cho chúng sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Chí tâm đảnh lễ đức minh hạnh túc, bậc tam minh sáng rỡ các hạnh đầy đủ phước trí vẹn toàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chí tâm đảnh lễ đương thiện thể, bậc khéo đi trong ba cõi, trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo,
đến kiếp cuối cùng tuy thị hiện đản sinh trong cuộc đời khổ não ác trường, nhưng không hề bị trói buộc chứng đắc đạo quả, dùng nhất thiết chí hóa độ chúng sanh, thực hành bát thánh đạo rồi an trú niết bàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chí tâm đảnh lễ Đức Thế Gian dài bậc thấu hiểu và rõ biết tất cả, từ quá khứ hiện tại cho đến vị lai, ở trong mười phương thế giới hiểu biết trọn vẹn ngọn ngành của nhân quả ra vào các cõi, thâu suốt ba cõi, thâu suốt ngọn ngành nhân quả của mỗi cõi và mỗi chúng sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chí tâm đảnh lễ Đức Vô Thượng Sĩ bậc tối tôn vô thượng, không ai có thể hơn được, nhiều đời kiếp tự giác tu tập, tích góp thiện hạnh từ nhiều đời, thoát khỏi tam mối bận tâm thế gian, khiến cho chúng sinh khi diện kiến Ngài đều được bình an hoan hỷ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Chí tâm đảnh lễ Đức Điều Ngự Trường Phu bậc có khả năng dùng các phương tiện thiện xảo để điều phục, nhiếp hóa dẫn dắt người tu hành, khiến cho thành tựu giải thoát chứng đắc niết bàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Chí tâm đảnh lễ Đức Thiên Nhân Sư bậc thầy của trời và người. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chí tâm đảnh lễ Đức Phật Thế Tôn bậc giác ngộ từ giác giác tha, giác hạnh viên mãn thế gian đều tôn kính. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Như Lai ứng cung chánh biên trì minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trường Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Thank you.
pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn nơi trăm ngàn muôn kiếm khó được gặp mời. Bài kinh lòng tin là tài sản tôi thường kinh Nikaya một thời thế tôn chú ở Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương.
Đệ tử chúng con xin nguyện nương theo hạnh nguyện Bồ Đề. Đệ tử chúng con xin nguyện nương theo hạnh nguyện Bồ Đề. Của chư Phật, chư Bồ Tát. Của chư Phật, chư Bồ Tát. Trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Chúng con xin phát nguyện thực hành công hạnh. Chúng con xin phát nguyện thực hành công hạnh. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề. Hộ trì Tam Bảo. Hộ trì Tam Bảo. Truyền tải Phật Pháp. Truyền tải Phật Pháp. Rộng khắp thế gian. Rộng khắp thế gian. Chúng con nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. Chúng con nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. Phục nguyện Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tam Bảo chứng minh ngoại thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích, Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Ban Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Thủy Tư ủng hộ. Chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Tăng Ni Phật Tử Chùa Ba Vàng, các công đức tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền cùng các công đức khác mà chúng con đã tạo lập trong chương trình tu tập này để hồi hướng. Nguyện cầu trên Sư Phụ của chúng con Tư Đại Điều Hòa, Chủ Thế Sa Bà dài lâu, đời đời các kiếp vị lai thị hiện, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ, an vui giải thoát. Chúng con xin hồi hướng các công đức trên về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chính Pháp được tuyên dương, ánh sáng Phật Pháp được lan tỏa khắp muôn nơi, mọi người ứng dụng tu hành đều được an lành hạnh phúc. Hồi hướng nguyện cầu bậc thánh sớm xuất hiện nơi đời để dẫn dắt chúng sinh tu hành cầu vô thượng đạo. Hồi hướng cho chư tăng ni chùa Ba Vàng được bình an mạnh khỏe, thuận duyên tu tập hoằng truyền Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp được nương tựa Tam Bảo, tu hành sớm giác ngộ viên mãn thành Phật. Nguyện hồi hướng cho các Phật tử, các thiện nam tín nữ và tất cả những ai tu tập theo chương trình hoặc hướng tâm tùy hỷ với chương trình tùy theo phúc báu của mình mà nghiệp chướng tiêu trừ, tai ương tiêu diệt, bình an mạnh khỏe, sở thiện nguyện tòng tâm, lòng tin Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng, đời đời kiếp kiếp dù sinh ra nơi đâu cũng được nương tựa Tam Bảo, tu hành cầu vô thượng Bồ Đề. Lại xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà chư tăng ni Phật tử tín chủ đã bạch về chương trình tu tập, cùng các chúng hữu duyên trong pháp giới, hương linh hữu duyên với chương trình tu tập, được nương công đức này mà tăng trưởng phúc lành, xả bỏ lầm mê, xa rời chấp trước, hòa giải oan kết với các phần từ tín chủ, sớm tái sinh vào cảnh giới an lành, gặp Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Nguyện cho tất cả cùng kết duyên pháp lữ, nương tựa Tam Bảo tu hành cầu Bồ Đề đạo quả. Chúng con nguyện hồi hướng cho hệ thầy chư hộ pháp, chư thiên chư thần, các chúng quỷ thần bảo hộ đàn tràng, nương công đức này sớm được pháp của Phật, phát tâm Bồ Đề, luôn tinh tấn Bồ Đề, bảo hộ cho hệ thầy chúng sinh biên bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Phổ nguyện nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên, chi đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, gia che kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung xứng giúp nước an dân, người vẫn cùng hưởng lợi lạc. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, kẻ mất siêu tăng, người còn phục lạc, thế giới thanh bình, tình giữ vô tình,
đông tròn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Công phu công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh, Thầy đều thế nhập vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện đường trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng Thầy tiêu trừ, đời đời thương anh Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này tràn dài mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quý ấy, Phật ơi, nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi phát tâm vô thượng. Từ quý ấy pháp ơi nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển. Từ quý ấy tâm ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không ngại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử và bà con nhân dân, vừa rồi là thời khóa tụng kinh trong chương trình tu tập. Các thời khóa tiếp theo, quý Phật tử, bà con nhân dân theo dõi chương trình được đăng tải trên website. Kính chúc quý Phật tử, bà con nhân dân tinh tấn tu tập để đạt được nhiều lợi ích, hạnh phúc, an vui trong cuộc sống. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này, thời khóa tụng kinh chu kỳ thứ nhất trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của Chư Tăng đã kết thúc viên mãn. Chúng con thành kính cảm niệm và tri ân ân đức trên Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm tác lễ. Giờ này, chúng con xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni hồi quy. Xin thỉnh toàn thể đại chúng đồng chắp tay, trang nghiêm, niệm hồng danh Phật để cung tiễn quý Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý Phật tử, thời khóa tụng kinh trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của Chư Tăng sẽ được phát trên các kênh truyền thông YouTube Chùa Ba Vàng, Fanpage Chùa Ba Vàng, website chuabavang.com. Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng hướng tâm theo dõi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.